Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay tiếp tục quay giao lưu với tất cả các bạn cây sâm núi trái loại sù nha bạn. Sâm núi trái sù nha, vô bầu sống khỏe rồi. Đó, đây là những cái cây em vô bầu em để nè, xung quanh nè, vô bầu sống khỏe hết luôn rồi nha bạn. Đó, sâm núi trái sù nha. Đây, em lấy một số cây mẫu quay cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy nó sù chưa? Nó sù từ gốc tới ngọn luôn. Đó, dòng này vô bầu sống khỏe hết luôn rồi nha bạn. Bạn về mua về chỉ việc chỉnh sửa vô dây, chỉnh sửa nó là chơi thôi. Đó, xù từ gốc tới ngọn luôn. Đó, cây nó cỡ ngón tay cái nha, khoảng ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái xíu nha. Đấy, bạn coi xem xù nè. Đó, sâm núi trái xù. Sâm núi trái thì nó có hai loại, loại thường với loại xù nha bạn. Đó, loại nu xù là nó đó. Đó, cây nào cũng xù hết. Cái lô này là solo xù toàn bộ hết luôn nha. Đó, hoành thân nó cỡ ngón tay cái, có cây thì lớn hơn ngón tay cái một xíu. Sâm núi trái hết luôn nha các bạn, trái 100% nha. Đó, đây cây này đa số sửa dán đổ đổ sẵn rồi. Đó, mấy bạn có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại mình nha, 0979582872 nha. Đó nè, các bạn so sánh với ngón tay em nè, này lớn hơn ngón tay em rất nhiều nha. Đó, một cây như thế này là 900k nha, 900k một cây chưa bao gồm phí ship nha bạn. Mua 2 cây trở lên em bao ship toàn quốc nha. Còn dưới 2 cây, dưới 2 cây á, anh em mua 1 cây á, thì anh em trả phí ship giùm em nha. 900k một cây nha. Đó, ship toàn quốc được hết luôn. Đó, anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em 0979582872. Đấy, hoặc là anh em mua cây anh em nhắn tin ở dưới phần bình luận thì anh em cho em địa chỉ với số điện thoại luôn nha anh em. Có số anh em mua cây mà cho em cái địa chỉ không à, không có số điện thoại em không có gửi cây được nha. Hoặc là inbox vào Zalo của em, số điện thoại của em. Đó, anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Anh em nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông luôn. Đó, nhà em đăng những cái clip cây mới nó sẽ thông báo cho anh em. Đó, có một số anh em dặn cây em không thể nhớ hết được nha anh em thông cảm giùm em. Đó, tại anh em nhấn vào đăng ký đi, em đăng lên thì anh em thấy anh em alo cho em nha. Đó, có một số anh em dặn cây mà công việc lobo quá em không nhớ hết được. Đó, cây này đang có trái luôn nè, quay luôn cho anh em xem nè. Đó, trái rất là nhiều luôn, sâm núi trái 100% nha anh em. Đó, trái nè, quá trời trái luôn nè. Đó, đây em quay một số cây mẫu cho anh em xem thử thôi. Đó, cây thì nó tương tự na ná nhau nha. Đó, đa số là em lựa cây đẹp luôn, này cây đẹp hết luôn. Đó, 900k một cây như thế này. Đó, vô bầu sống khỏe luôn rồi nha anh em. Đó, sâm núi là cây nó dễ nhưng phải là dễ nha. Đó, anh em mua mà cây trồng ngoài đất á, bứng vô là nó tỷ lệ chết nó rất là cao nha. Đó, bởi vậy những cây vô bầu sống khỏe về anh em về chơi rất là an tâm. Đó, anh em nào ở gần thì có thể đến tận nơi mình xem và giao lưu luôn nha. Em ở Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang nha anh em. Đó, trái rất là nhiều luôn, sâm núi trái 100% hết. Đó, 900k một cây như thế này rất là dễ chơi luôn. Vậy anh em vô dây chỉnh sửa nữa là để chừng vài tháng là chơi thôi. Rồi, chào tất cả anh em nha.